Nên Phật giáo so với các tôn giáo khác thì khác biệt quá nhiều. Các tôn giáo khác đều có thần minh làm chủ tể, nhưng trong Phật giáo không có. Trong Phật giáo chúng ta tôn sùng giáo chủ là Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Thế Tôn là một con người như bao con người khác. Ngài không phải thần, cũng không phải tiên nhân. Người Ấn Độ gọi là Phật Đà, người Trung Quốc gọi là Thánh Nhân. Danh từ Phật Đà này dịch sang chữ Hán là giác giả, tức là người giác ngộ, người khai ngộ. Người Ấn Độ gọi là Phật Đà. Thánh nhân của Trung Quốc cũng chính là nghĩa này. Đối với chân tướng của nhân sinh vũ trụ thông đạt thấu triệt, người như vậy gọi là thánh nhân. Nên chữ thánh của Trung Quốc và chữ giá của Ấn Độ là cùng một nghĩa. Bồ Tát là một người cầu giác ngộ nhưng chưa chứng được giác ngộ. Họ là học trò của thánh nhân. Hiện nay chúng ta gọi là hiền nhân, quân tử. Người Ấn Độ gọi là Bồ Tát. Cho nên Phật giáo là giáo dục của Đức Thế Tôn. Chúng ta phải giải thích như vậy, là giáo dục của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy điều gì? Dạy ta khai ngộ, dạy ta thấu triệt chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Nếu dùng tư tưởng của người xưa thì những gì Đức Thế Tôn làm trong suốt một đời là giáo dục thánh hiền. Nếu dùng cách nói ngày nay thì Đức Thế Tôn là một nhà giáo dục. Về triết học và khoa học, cách nói này chưa được đại đa số người thừa nhận, nhưng vẫn có số ít người đã đề xuất ra.